Rồi cái gì? Bấy máy ra. Bị lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Vậy mà khó chịu vậy đó em? Mắt tái gì đâu? Đi không thể nào đi nổi em. Lên, khi mà mình kéo cái tay này á, có nghĩa là mình chỉnh được cái cột sống của ông. Do đó mà mọi người thấy ông làm được là do cột sống cổ chứ không phải là do cái tay đâu. Thật ra hồi xưa tao nói đau nam chưa bắt là nói đùa buồn chơi vui thôi. Chứ cái chính là cái là này, cái tay này. Đừng có ai bị hưởng. Giật cho cái sinh sống cho nó giãn ra. Chuyện gì tôi dẫn được, anh cứ cúi thoải mái đi, rồi cúi xuống thoải mái, tấp 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 tấp, rồi vậy quan trọng là đã, nhưng mà cái điều quan trọng là giờ ông chạy cho tôi đi, chạy nhanh lên. Bây giờ cái lưng sao rồi? Khỏe nhiều rồi ha. Bây giờ lưng đầu cuối hết ra rồi phải không? Thử đứng lên ngồi xuống, Xích qua chút, xích này rồi đó, rồi ngồi xuống đứng dậy thoải mái đó rồi. Thôi ngồi trong hõm đi, đấy ngon lành rồi. Hồi nãy là khó phải không? Ông quay ông này ông trong chùa ông cứ kiểu ngồi ở trong chùa bước chân rồi lại rồi đó. Ok nha. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.